Xin chào bà con, có một vị khách hàng liên hệ đến công ty chúng tôi, cần một con máy băm cỏ cho bò đa năng có thể băm được nhiều loại cỏ như cỏ voi, thân cây ngô, rau bèo và các loại cỏ thường băm khác. Mỗi ngày anh phải băm tương đối nhiều khoảng 3 tấn cỏ cho 100 con bò, anh mong muốn con máy đó phải cho năng suất cao, dễ vận hành và có thể phụt trực tiếp lên xe để trở về chuồng trại và quan trọng là phải rẻ nữa. Vâng thưa bà con, nếu bà con đến những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ mà yêu cầu cho một con máy băm cỏ như thế thì bà con sẽ nhận được một chữ không to đùng. Nhưng bà con đang hỏi là công ty Bình Minh, một công ty số 1 tại Việt Nam về sản xuất máy nông nghiệp. Để xem hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bà con dòng máy băm cỏ nào nhé. Trước mắt bà con đây là con máy băm cỏ công nghiệp 2T của công ty Bình Minh sản xuất. Đây là dòng máy băm cỏ đa năng và cũng là dòng máy băm cỏ công suất lớn. Máy có thể băm được đa dạng các loại cỏ như là băm cỏ voi, băm thân cây ngô và các loại cỏ thường băm khác một cách dễ dàng và nhanh chóng. Năng suất của máy cũng rất cao, có thể đạt đến là 2 tấn trong 1 giờ làm việc nếu bà con bón nguyên liệu ổn định. Được trang bị động cơ 4kW 100% lõi đồng, dùng điện 3 pha 380V, rất mạnh mẽ và bền bỉ. Điểm đặc biệt của dòng máy băm cỏ công suất lớn này là được trang bị hệ thống băng tải. Bà con chỉ cần cho nguyên liệu lên băng tải, nguyên liệu sẽ được băng tải tự động đưa vào buồng làm việc. Bên cạnh thân máy, được thiết kế bộ hột số, điều khiển tốc độ của băng tải. Nếu bà con gạt cần điều khiển sang bên trái, thì tốc độ băng tải sẽ nhanh hơn, tốc độ băm sẽ nhanh hơn nhưng thành phẩm sau khi hoàn thành sẽ dài hơn. Nếu bà con gạt hột số về phía bên phải thì tốc độ băng tải sẽ chậm lại, nguyên liệu được đưa vào chậm hơn nên thành phẩm sẽ ra nhỏ hơn. Vậy nên tùy vào mục đích sử dụng mà bà con điều chỉnh chế độ sao cho phù hợp. Khi bà con để cần điều khiển ở giữa thì hệ thống băng tải và quả lô sẽ dừng lại. Và bà con lưu ý khi máy phải dừng hoàn toàn thì bà con mới gạt cần điều khiển để tránh hại các bộ phận bên trong của hộp số. Buồng làm việc của máy được thiết kế đơn giản. Bên trong buồng làm việc có 4 con dao băm, bản to dày dặn được lắp trên guồng quay và một con dao kê được lắp cố định trên thân máy. Cạnh bên dao băm là 4 cánh đẩy rất to và dày dặn nên khả năng đẩy thành phẩm trong buồng làm việc lên cửa xả rất tốt. Sau khi làm việc xong hầu như không còn nguyên liệu nào còn sót lại trong buồng làm việc. Cửa xả của máy băm cỏ công suất cao này được thiết kế khá cao, bà con có thể phun thẳng lên thùng ô tô hoặc điều chỉnh góc phụt thành phẩm dễ dàng, thuận tiện cho việc thu gom thành phẩm. Và đây là thành phẩm băm cỏ voi của máy băm cỏ công nghiệp 2T do công ty Bình Minh sản xuất. Rất đều và nhỏ, quan trọng là cỏ không bị dập nát nên sẽ không bị mất chất và có thể bảo quản được lâu hơn. Bà con có thể cho vật nuôi ăn ngay hoặc ủ chua dùng dần vào những mùa khan hiếm cỏ. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến bà con dòng máy băm cỏ công nghiệp 2T của công ty Bình Minh sản xuất. Con máy băm cỏ cho bò công suất lớn này đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà vị khách hàng yêu cầu trong phần đầu video. Sau khi chia sẻ đến vị khách hàng về con máy băm cỏ cho bò này thì vị khách hàng đã ưng ý và đã chốt đơn, anh lựa chọn hình thức chuyển khoản và nhận hàng tại nhà. Cảm ơn anh đã tin dùng các sản phẩm của Bình Minh. Bà con còn có thắc mắc hay còn có câu hỏi nào về dòng máy băm cỏ công nghiệp 2T này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hoặc bà con muốn sở hữu một sản phẩm vô cùng chất lượng này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!